Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Mở đầu là những thông tin chính sẽ có trong bản tin. Sáng ngày 25 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 39 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Con sông Ba với vị thế hết sức quan trọng đối với vùng Bắc Tây Nguyên hiện đang gặp phải tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do các nhà máy dọc sông không tuân thủ nghiêm túc quy trình xả thải an toàn. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết sáng ngày 25 tháng 4, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở đảo Sulawesi, miền trung Indonesia. Trong khi đó, cùng ngày, thần hỏa đã thiêu rụi một tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc, làm ít nhất 17 người thiệt mạng. Ngày 24 tháng 4, chính quyền Syria tiếp tục triển khai lực lượng an ninh trấn áp lực lượng biểu tình trong bối cảnh tình hình đất nước trở nên phức tạp sau khi luật tình trạng khẩn cấp đã áp dụng hơn 48 năm qua được bãi bỏ. Đụng độ giữa lực lượng an ninh với người biểu tình trong ngày 24 tháng 4 đã khiến thêm 4 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong 3 ngày qua ở Syria lên 120 người. Hôm qua 24 tháng 4, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành hòa bình trên nhiều đường phố ở Maroc đòi cải cách. Sáng ngày 25 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 39 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Đây là phiên họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 13. Phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp lần này tập trung vào 5 nội dung cơ bản bao gồm đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 12, nghe và thảo luận công tác chuẩn bị bầu cử, cho ý kiến về dự án pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cho ý kiến về việc thành lập thêm các đơn vị kiểm toán nhà nước, cho ý kiến về phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010. Đánh giá về kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng. Nội dung chương trình kỳ họp chủ yếu tập trung đánh giá bổ sung việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011, xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ bộ máy điều hành nhà nước. Dư luận chung cả nước đánh giá, các báo cáo tổng kết đạt yêu cầu chất lượng, có tính tổng hợp, khái quát cao, phản ánh đầy đủ kết quả trong suốt nhiệm kỳ. Kỳ họp thứ 9 cũng đã thông qua 3 luật và cho ý kiến về một dự án luật. Việc chưa thông qua luật thủ đô tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 12 đã thể hiện chính kiến của Quốc hội trước việc chuẩn bị chưa kỹ về dự án luật. Trong buổi sáng nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nghe và thảo luận tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13. Theo dự kiến, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 sẽ làm việc trong khoảng 22 ngày, khai mạc vào ngày 21 tháng 7 năm 2011. Kỳ họp này sẽ tiến hành công tác tổ chức nhân sự của các cơ quan nhà nước, bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kỳ họp này cũng sẽ xem xét thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn các hoạt động tiếp theo của kỳ họp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và các ngày lễ lớn, sáng nay ngày 25 tháng 4, Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đợt ra quân cao điểm này sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông trên toàn tỉnh, tăng cường xử lý các điểm nóng về an toàn giao thông trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong dịp bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan ban ngành cùng phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, kêu gọi người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tham gia giao thông. Một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước được các cấp chính quyền ở tỉnh Ninh Bình quan tâm thực hiện là công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách, quy tập mộ liệt sĩ. Không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, những hoạt động này như một nghĩa cử cao đẹp dành cho thân nhân những liệt sĩ. Nhà văn hóa phố Bắc Sơn, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình hôm nay đón một sự kiện đặc biệt. Đó là lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Truyện, người con của Ninh Bình đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Lễ truy điệu liệt sĩ Lưu Văn Truyện được các hội đoàn thể và bà con chòm xóm khu phố tới dự với niềm xúc động. Bởi sau 3 năm thất lạc, hài cốt của liệt sĩ đã được trở về với người thân. Chuyện bố tôi hy sinh
cũng như rất nhiều các đồng đội của bố tôi hy sinh. Nhưng là người con trai thì tôi muốn biết bố tôi nằm ở đâu. Và đưa được bố tôi về thì là một cái mong mỏi và một cái hạnh phúc của tôi nhất. Về phía chi bộ chính quyền của tôi là luôn luôn là tâm đắc và cũng ghi nhận cái thành tích của đồng chí. Do đó chúng tôi đã như vậy là tổ chức các ban ngành đoàn thể đón tiếp hài cốt và liệt sĩ với tinh thần nhưng mà chú đáo, nhiệt tình và cũng là một cái là để tri ân đối với người đã khuất. Trong dịp này, thành phố Ninh Bình quy tập và đón nhận 20 mộ liệt sĩ về địa phương. Con số này gấp từ 4 đến 5 lần so với những năm trước. Mỗi gia đình tự nguyện đưa hài cốt về được hỗ trợ 3,5 triệu đồng cùng tiền tàu xe đi lại ăn ở cho 3 người trong gia đình. Là uống nước nhớ nguồn thì khi mà gia đình người ta đã tâm niệm đây là cái hài cốt hoặc đây là cái người thân của người ta đi về thì chúng tôi vẫn cứ tham mưu cho và phối hợp với đảng các phường xã là tổ chức đón nhận đón tiếp một cách long trọng đúng nghi thức. Chiến tranh đã lùi xa khá lâu, nhưng tinh thần tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ của những người làm công tác chính sách ở Ninh Bình nói riêng, cả nước nói chung vẫn còn nóng bỏng. Bởi chưa quy tập hết mộ liệt sĩ, nghĩa là công tác hàn gắn vết thương chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, với hàng triệu đồng bào các dân tộc vùng Bắc Tây Nguyên, con sông Ba Kỳ Vĩ với chiều dài hơn 370 km không chỉ là nguồn sống rất quan trọng mà còn gắn liền với lịch sử vùng đất, tập tục cư trú lâu đời. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sông Ba đang gặp phải tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang tận mắt chứng kiến đã được phóng viên truyền hình Thông Tấn ghi lại vào trung tuần tháng 4 năm 2011. Sông Ba đang bị chính những người con của dòng sông hủy diệt. Tôm cá từ lâu đã không sống nổi trên con sông, luôn bốc mùi nặng nề, còn người dân sống hai bên bờ đã phải hứng chịu nhiều hậu quả khó lường và cả dịch bệnh. Phổ biến nhất là chứng dị ứng da mần đỏ cho cư dân quanh đây. Xưa giờ là dòng sông Ba là rất trong xanh sạch đẹp chứ, đâu phải như thế này. Mà nay do là bị ô nhiễm giờ nó thúi quá chịu không nào. Tất cả mọi nhân dân đây đều khó chịu, nó nhờ các ngành chức năng thẩm quyền làm sao cho nó trong sạch đẹp chứ dòng sông mà ô nhiễm rồi mà làm sao mà dân thị xã sống được. Năm 6 năm trở lại đây thì mọi sinh hoạt đã bị đảo lộn á. Không còn bóng dáng một người nào mang quần áo ra sông để không còn một trẻ em nào dám lội xuống dòng nước ở đây vì nó đã ô nhiễm quá nặng nề. Mùi hôi thối bốc lên thì không ai chịu nổi. Đến cả việc đi ngang qua dòng sông cũng chẳng ai. Người ta phải đưa cho thật nhanh hoặc là đưa tay lên mũi là bịt lại vì không ai dám ngửi được cái mùi nồng nặc và hôi thối như dòng sông Ba này bốc lên được. Đến khoảng năm 95 là gia đình ăn bằng nước sông, sinh hoạt bằng nước sông trong, sạch. Từ cái khi mà có nhà máy mía đến giờ, nhà máy mì, rồi nhà máy ván ép đến giờ là coi như là nó xả ra cái nước đây. Mà nhất là cái năm từ Tết đến giờ là coi như là nước nó hôi thối, nó không thể được. Mà nhìn là đêm là, rồi ngày là nó sực lên cái mùi không thể ấy được ngạt thở. Có nhiều nguyên nhân gây nên sự ô nhiễm của dòng sông Ba. Trước hết là nước thải sinh hoạt của bà con hai bên bờ ngày ngày xả trực tiếp xuống dòng sông. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là nước thải công nghiệp không được xử lý đúng quy trình suốt nhiều năm qua của các nhà máy đường, nhà máy chế biến khoai mì, nhà máy tuyển quặng dọc sông đã để lại hậu quả nghiêm trọng này. Đơn cử như tại nhà máy đường An Khê, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy này có đầu ra với các chỉ tiêu chất lượng vượt quy chuẩn cho phép. Chỉ số oxy sinh hóa vượt 6,8 lần, chỉ số oxy hóa học vượt 4,45 lần, đặc biệt chỉ tiêu chất colefin vượt quy chuẩn 22 lần. Còn nhà máy thủy điện An Khê Ca Nắc lại chặn dòng tích nước thời gian dài, làm nước sông cạn kiệt, dòng chảy bị ứ đọng khiến sự ô nhiễm càng trầm trọng hơn. Hiện nay là một số nguồn nước thải của các nhà máy đang hoạt động ở trên địa bàn thị xã An Khê có thải ra ngoài môi trường là một lượng nước nhất định sau khi mà đã qua hoạt động và qua xử lý ô nhiễm môi trường. Nhưng mà nói chung là thải ra sông thì dù ít dù nhiều thì qua những các cái đợt kiểm tra gần đây nhất của cuối tháng 2 và đầu tháng 3 của Sở Tài nguyên Môi trường và cùng với lại Cảnh sát Môi trường và Phòng Môi trường thị xã An Khê
thì đã có nhận thấy là một số kết quả, một số các cái chỉ tiêu ở đầu nguồn của các cái nhà máy thải ra hiện nay là đang có dấu hiệu về ô nhiễm. Hiện nay, người dân sống bên bờ sông Ba đang mong mỏi một sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng để cứu lấy sông Ba. Bởi các nhà máy nêu trên tuy vẫn có hệ thống xử lý nước thải, nhưng mọi sự kiểm tra định kỳ hàng tháng vẫn không phát hiện sự vượt chuẩn của các chất hữu cơ. Chỉ đến khi người dân lên tiếng, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh xuống kiểm tra, vụ việc mới được phát hiện. Tỉnh Cà Mau hiện có 267.458 hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, chiếm 95,14% tổng số hộ toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong số này có đến 33.267 hộ dân sử dụng chung điện kế với các hình thức tự phát không an toàn. Hiện nay tại Cà Mau còn hàng trăm tuyến dân cư sinh sống chưa có lưới điện. Để phủ kín lưới điện hạ thế phục vụ nhu cầu sử dụng của các hộ dân phải cần có số vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Địa bàn phức tạp, sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, người dân lại sinh sống rải rác trên các lâm phần nên việc xây dựng lưới điện gặp nhiều khó khăn. Chi phí đầu tư rất tốn kém nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã thi công hoàn thành lưới điện trung thế hàng chục năm qua nhưng cư dân ở nơi đây vẫn không có điện sử dụng vì chưa hạ thế. Nhiều hộ nông dân nghèo không có khả năng mắc điện kế đành chấp nhận sử dụng điện kế mà địa phương vẫn quen gọi là chia hơi câu đuôi. Thậm chí có nhiều hộ câu móc trộm cắp điện để thắp sáng, vừa không đảm bảo an toàn vừa gây tổn thất điện năng. Những trường hợp sử dụng điện bằng hình thức chung điện kế này, thỏa thuận với hộ lân cận dùng các thiết bị thô sơ như hộ ở xa thì dùng cây gỗ tạm làm trụ để kéo điện vào nhà, rất dễ bị gãy đổ làm đứt dây điện khi có mưa bão, gió mạnh. Điện năng tiêu thụ hàng tháng họ phải trả cao gấp 3-4 lần cho 1 kWh so với mức quy định ban đầu của ngành điện. Điều này gây khó khăn trong việc đăng ký mua, sử dụng điện với giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp ở Cà Mau theo quy định của chính phủ. Hiện nay Cà Mau mới có 10.000 hộ đăng ký mua, sử dụng điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, khoảng 32.209 hộ đúng tiêu chuẩn, hộ thu nhập thấp. Bây giờ nếu chưa hơi 1 kg lô điện hiện nay là từ 2.500 đến 3.000 1 kg. Đó là biết rằng chi phí tiền điện cao nhưng mà mình chỉ hơi mình phải chịu. Bây giờ người dân giờ là đốt đèn đâu có chịu nổi, cực khổ lắm. Cho nên là buộc phải chia cỡ, mắc cỡ nào phải chia hơi. Mắc cỡ nào cũng phải là truyền điện, xa cỡ nào cũng phải truyền. Yêu cầu của dân, bức xúc của dân ở đây là yêu cầu cấp trên làm cách nào cho có điện và đồng thời điện đó dùng để sinh hoạt và dùng thời để sản xuất. Hiện nay trên cơ sở quy hoạch xây dựng các khu tái định cư và cụm tuyến dân cư gắn với đầu tư điện đường trường trạm, tỉnh Cà Mau tiến hành di dời những hộ dân đang sống rải rác trên lâm phần, vùng cửa sông lớn ven biển tập trung vào đây nhằm giúp họ ổn định và nâng cao đời sống. Tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng lưới điện hạ thế ở các cụm dân cư có nhu cầu bức xúc như xã, huyện vùng kinh tế có tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thấp, đẩy nhanh tiến độ dự án cấp điện cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, thi công hoàn thành dự án năng lượng nông thôn 2 vào cuối năm nay. Ngoài ra, Cà Mau tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo vay vốn ngân hàng mắc điện kế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sử dụng điện bằng hình thức chung điện kế không hợp pháp như trên, góp phần giảm tổn thất điện năng, xóa bỏ tình trạng thiếu công bằng cho người dân. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 25 tháng 4, tại phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm hai em học sinh thiệt mạng. Hai học sinh xấu số là Đặng Văn Minh và Đặng Thị Biển, cùng sinh năm 1995 ở phố Phúc Trung, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình. Những người có mặt tại hiện trường cho biết, hai em Minh và Biển chở nhau bằng xe đạp khi vượt qua đoạn đường giao nhau giữa đường bộ và đường sắt ở khu vực phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình đã bị tàu HBN1722 chạy hướng Bắc Nam do anh Ngô Anh Sơn điều khiển đâm làm Minh, người chở xe, chết tại chỗ. Còn Biển ngồi sau bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã chết ngay sau đó. Một số người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ tai nạn cho hay, đoạn đường sắt này không có đèn cảnh báo tín hiệu cũng như tầm quan sát hẹp nên thường xuyên xảy ra các vụ va chạm và tai nạn giữa tàu và các phương tiện qua lại. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.